Xin chào các em, rất vui được gặp lại các em trong chương trình vật lý 10 dạy học online lần này. Trước khi vào bài mới thì thầy giải hai cái bài tập của cái đề luyện tập ngày 5 tháng 5 vừa rồi. Thì có khá nhiều em hiểu chưa có đúng về cái hiện tượng, cho nên là việc trả lời và giải thích ở bài số 1 nó sai. Thì bài số 1 là khi xoa hai tay vào nhau, tay nóng lên. Nói rằng tay đã nhận được nhiệt lượng, điều này đúng hay sai, giải thích. Thì bài này 2 điểm, thì chúng ta nói là đúng hay sai là 1 điểm và giải thích là 1 điểm nữa. Chúng ta đều hiểu nôm na về mặt năng lượng á, là khi mình xoa hai tay vào nhau thì lực ma sát nó sẽ sinh nhiệt và làm cho tay mình nóng lên. Vậy thì chúng ta thực hiện công để tác dụng lực làm hai tay xoa vào nhau. Và vì chúng ta thực hiện công làm hai tay xoa vào nhau cho nên là nội năng của tay mình nó sẽ tăng lên. Và biểu hiện của cái nội năng tăng này là nhiệt độ của tay nó tăng. Và nhiệt độ tay tăng lên thì nhiệt năng nó sẽ giải phóng ra môi trường. Vậy thì hai tay mình á, nó nhận công và tỏa nhiệt. Em lưu ý ha, nhận công và tỏa nhiệt. Như vậy là không có cái đối tượng nào khác để truyền nhiệt cho tay, nên nói rằng tay nhận được nhiệt lượng là không đúng. Thứ nhất là điều này là sai. Thứ hai, giải thích là tay mình nhận công và tỏa nhiệt. Đó, đơn giản như vậy nha. Thông qua bài số 2, bài này cũng nhiều em sai bởi vì chúng ta không có để ý tới cái quy ước về dấu trong cái công thức của nguyên lý 1 nhiệt động lực học delta U bằng A cộng Q. Công này, bài số 2 này là người ta thực hiện công 100 joule để nén khí trong một xi lanh. Như vậy cái đối tượng chúng ta đang xét ở đây là khí trong xi lanh. Vậy thì khí trong xi lanh này nó bị nén, tức là thể tích nó giảm. Vậy là nó nhận công. Cái này là người ta thực hiện công, chứ không phải là khí giãn nở thực hiện công nha em. Đó, nó khác nhau. Vậy là khí này nhận công, nên A dương 100. Và khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20 joule. Vậy khí nó truyền nhiệt, nó tỏa nhiệt, cho nên là Q này nó âm. Vậy là Q bằng trừ 20 joule. Vậy mình thế vào công thức nguyên lý 1 thôi. Delta U bằng A cộng Q bằng 100 cộng với trừ 20 bằng 80 joule. Đó, đây đơn giản như vậy ha. Chúng ta lưu ý một chút. Chúng ta qua nội dung của cái bài 34, chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình. Thì chất rắn về mặt cấu trúc, sự sắp xếp các cái nguyên tử, phân tử hay ion á, thì người ta chia nó ra làm hai loại, đó là chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Các em quan sát trên hình những cái viên muối ăn, thì dù cho vỡ nhỏ thêm nữa thì những viên muối ăn này nó đều có những góc cạnh là lập phương. Hoặc là cái tinh thể đá thạch anh ở đây, thì đá thạch anh này nó có dạng góc cạnh của một cái hình lục giác. Thì những cái dạng cấu trúc này dù cho nó có vỡ thêm nữa, vỡ nhỏ hơn nữa, thì nó vẫn có hình dạng tương tự như vậy. Vậy thì những cái loại chất rắn mà nó có cái dạng hình học xác định như thế này thì người ta gọi nó là chất rắn kết tinh. Chất rắn kết tinh là cái loại chất rắn mà các cái hạt cấu thành nó, như là phân tử, nguyên tử hay ion, nó liên kết với nhau tạo thành một cái cấu trúc không gian xác định. Và những cái lực tương tác nó níu giữ các cái hạt nguyên tử, phân tử, ion này ở cố định một chỗ, nó chỉ có thể dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó mà thôi. Đó là chất rắn kết tinh. Vậy chất rắn kết tinh là chất rắn có cấu trúc tinh thể. Và cấu trúc tinh thể là một cái cấu trúc được liên kết chặt với nhau, các hạt được giữ nhau bởi các lực tương tác và sắp xếp theo một trật tự hình học không gian xác định. Đối với chất rắn kết tinh thì nó có những cái đặc tính sau đây nè. Nếu như các cái chất rắn kết tinh mà được cấu thành từ một loại hạt, cùng một loại hạt nhưng mà cấu trúc tinh thể không giống nhau, thì tính chất vật lý của nó cũng sẽ khác nhau. Chẳng hạn như cùng là carbon, nhưng mà nếu như cấu trúc của nó là ở dạng tam diện thì nó là kim cương. Nhưng nếu như nó ở dạng cấu trúc tinh thể là từng lớp một,
mà sắp xếp theo từng lớp thì nó lại là than chì, và tính chất của nó thì hoàn toàn khác nhau. Kim cương thì gần như là cứng nhất trong tự nhiên, còn than chì thì mềm và dễ bị mài mòn. Kim cương thì không dẫn điện, còn than chì thì dẫn điện. Đó. Vì các cái hạt cấu thành chất rắn kết tinh á, nó được giữ ở tại vị trí cân bằng chỉ dao động nhiệt thôi, cho nên á, là chất rắn kết tinh nó có nhiệt độ nóng chảy xác định. Chúng ta phải cung cấp năng lượng nhiệt để cho các cái phân tử nguyên tử nó dao động mạnh, đủ mạnh để cho nó tách ra khỏi liên kết và nó chuyển thành trạng thái lỏng. Đó. Chất rắn kết tinh thì người ta chia nó ra làm hai loại, đó là chất rắn đơn tinh thể và đa tinh thể. Thì đơn tinh thể, đơn ở đây là một. Vậy thì đơn tinh thể là cái chất rắn mà các cái tinh thể của nó sắp xếp theo một cái trật tự xác định. Em có thể tưởng tượng là cái chất rắn đơn tinh thể thì các tinh thể, mỗi tinh thể là một viên gạch, thì các tinh thể này nó sắp xếp nhau thành một cái chồng gạch có trật tự. Và vì sắp xếp theo một các cái viên gạch nó sắp xếp theo một chồng gạch như vậy á, thì cái chồng gạch này á, nó có tính dị hướng, có nghĩa là cái độ bền, độ chịu nén, độ của nó đó, nó sẽ khác nhau theo theo các hướng. Như vậy chất rắn đơn tinh thể thì có tính dị hướng, còn chất rắn đa tinh thể thì các tinh thể nó liên kết hỗn độn với nhau. Em tưởng tượng như mỗi tinh thể là một viên gạch, thì người ta đổ một đống gạch lên, các viên gạch nó chỉ chồng lên nhau lộn xộn thôi. Vậy thì chất rắn đa tinh thể nó có tính đẳng hướng, có nghĩa là tính chất của nó theo các hướng thì đều giống nhau. Như một cái chồng gạch của mình á, mình tác dụng lực theo hướng nào thì nó cũng giống nhau, bởi vì nó là một cái chồng gạch lộn xộn mà. Chẳng hạn như là đơn tinh thể thì có muối ăn nè, kim cương nè. Còn đa tinh thể thì kim loại. Kim loại thì các tinh thể kim loại nó ghép vào nhau lộn xộn, cho nên là kim loại thì tính chất của nó theo các hướng thì giống nhau. Vậy thì cái loại chất rắn kết tinh này á, người ta dựa vào tính chất của nó thì người ta ứng dụng vào những cái lĩnh vực khác nhau, vào những cái công việc khác nhau. Chẳng hạn như kim cương thì nó cứng, cho nên á, người ta dùng nó làm những cái mũi khoan hoặc là những cái dao cắt các cái vật liệu. Còn kim loại hay là lụa hay là hợp kim thì người ta dùng làm các cái vật liệu trong xây dựng hoặc là các cái chi tiết máy này kia, bởi vì nó có tính đẳng hướng. Chúng ta qua cái loại chất rắn vô định hình. Vô định hình là loại chất rắn mà nó không có cấu trúc tinh thể, có nghĩa là các cái phân tử nguyên tử ion của nó đó liên kết với nhau một cách lộn xộn và lực liên kết của nó cũng không có ổn định. Chính vì nó liên kết với nhau lộn xộn và không có cấu trúc tinh thể kiểu này á, không có dạng hình học xác định, cho nên là nó có tính đẳng hướng. Nó có tính đẳng hướng. Và chất rắn vô định hình thì không có nhiệt độ nóng chảy xác định. Khi chúng ta nung nóng cái chất rắn vô định hình lên á, thì dần dần nó sẽ mềm dần, nó sẽ chuyển thành cái thể lỏng. Đó. Chẳng hạn như là lưu huỳnh nè, rồi đường hay là thủy tinh. Đó. Chính nhờ vào cái tính chất mà nó mềm dần và nó chuyển thành thể lỏng á, cho nên người ta lợi dụng cái giai đoạn nó mềm dần như vậy để người ta tạo hình nó rất tốt. Chẳng hạn như là cái công việc thổi thủy tinh. Một số cái chất rắn á, thì nó tùy vào cái điều kiện hình thành mà nó có thể là vô định hình hoặc là chất rắn kết tinh. Chẳng hạn như lưu huỳnh, nếu như chúng ta nung cho nó lỏng ra, nó hóa lỏng, thì để nó đông đặc, nếu chúng ta làm lạnh nhanh để cho nó nguội nhanh thì nó sẽ trở thành chất rắn vô định hình. Nhưng nếu chúng ta để nó nguội chậm thì nó sẽ là chất rắn kết tinh. Thủy tinh hay là đường mình ăn cũng vậy ha, nó tương tự như vậy. Vậy thì về mặt cấu trúc, chúng ta phân loại chất rắn ra đó là thành hai loại: chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.
Chất rắn kết tinh thì có cấu trúc tinh thể, chất rắn vô định hình thì không có cấu trúc tinh thể. Chất rắn kết tinh thì có nhiệt độ nóng chảy xác định, còn chất rắn vô định hình thì không có nhiệt độ nóng chảy xác định. Đối với chất rắn kết tinh thì ta chia nó ra làm hai loại nữa, đó là chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể. Chất rắn đơn tinh thể thì nó có tính dị hướng, và chất rắn đa tinh thể thì nó có tính đẳng hướng. Đó là cái nội dung của cái bài 34, chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Chúng ta qua bài 36, sự nở vì nhiệt của chất rắn. Thì đầu tiên các em nhìn cho thầy những cái hình ảnh về sự nở vì nhiệt nè. Chẳng hạn như ở giữa các cái thanh ray của tàu lửa đó, thì người ta chừa một khoảng trống để khi mà nhiệt độ tăng cao, như những khi trời nắng nóng chẳng hạn, thì những thanh ray này nó sẽ nở ra, và cái khoảng trống đó chính là cái khoảng, là cái chỗ để cho các thanh ray này nó nở ra, nó sẽ không có bị đùng các thanh ray lại, dẫn tới là làm hư hỏng đường tàu. Hoặc là giữa các cái nhịp của một cây cầu thì người ta cũng sẽ chừa trống ra một khoảng để cho khi mà nhiệt độ tăng lên thì nó có chỗ để cho các nhịp này, nhịp cầu này nó nở ra. Đó là sự nở vì nhiệt. Vậy thì chúng ta xét sự nở vì nhiệt của một cái vật rắn á, trong hai cái trường hợp sau đây nè. Thứ nhất là nếu như vật rắn này chúng ta chỉ quan tâm tới sự nở vì nhiệt theo chiều dài thôi, có nghĩa là cái thanh vật rắn đó nó có chiều dài lớn hơn rất nhiều so với bề ngang và bề rộng của nó, thì mình chỉ quan tâm tới độ nở dài thôi. Còn nếu như mà cái vật rắn á, mà mình quan tâm tới sự nở vì nhiệt ở mọi hướng, có nghĩa là nở theo chiều dài, chiều rộng và chiều cao luôn, thì chúng ta xét sự nở khối. Vậy đầu tiên là sự nở dài. Một cái thanh kim loại hay một thanh rắn chẳng hạn thì nó nở dài. Sự nở dài của nó sẽ phụ thuộc vào độ tăng nhiệt độ, độ tăng nhiệt độ và cái chiều dài ban đầu của cái thanh rắn đó. Ở đây các em coi cái thí nghiệm. Người ta dùng một cái thanh sắt và người ta giữ chặt một đầu. Đầu còn lại người ta sẽ gá nó lên một cái cây kim. Và cái kim này nó sẽ nối với lại một cái ống hút, để cho khi cây kim nó lăn thì cái ống hút nó chuyển động, mình sẽ thấy cái chuyển động lăn của cây kim nó rõ hơn. Thì khi mà người ta dùng cái ngọn lửa của khí ga đó, người ta đốt nóng cái thanh sắt lên, thì em thấy là cái ống hút nó xoay, có nghĩa là cây kim nó xoay, tức là cái thanh sắt này nó nở dài ra. Còn khi mà người ta tắt ngọn lửa khí ga đi á, thì thanh sắt nó nguội dần và cái kim nó lăn theo chiều ngược lại, tức là thanh sắt nó co lại. Đó là sự nở dài. Thì đối với sắt, bê tông và nhôm thì sự nở dài nó được minh họa như cái hình ở đây. Em thấy là sắt và bê tông thì cái độ nở dài của nó giống nhau. Vì vậy cho nên là người ta chọn sắt làm lõi của bê tông, chứ người ta không chọn nhôm hay kim loại khác. Để cho khi mà nhiệt độ lên xuống thì sự nở vì nhiệt của cả cái khối bê tông có sắt bên trong nó thống nhất, nó sẽ tránh cái hiện tượng bị nứt vỡ cái khối bê tông. Vậy cái độ nở dài của thanh rắn nó tỷ lệ với độ tăng nhiệt độ và độ dài ban đầu của thanh. Công thức là delta L bằng L trừ L0 và bằng alpha nhân với L0 nhân delta T. Các em để ý ở đây cái delta L này là độ nở dài, nó bằng cái chiều dài ở nhiệt độ cao trừ đi chiều dài ở nhiệt độ thấp L0. Và cái alpha thì nó là hệ số nở dài, nó phụ thuộc vào cái kim loại làm nên cái thanh rắn đó. Còn delta T thì nó bằng nhiệt độ cao trừ nhiệt độ thấp. Độ K hay độ C đều được nha. Chúng ta qua cái độ nở khối. Sự nở khối là sự nở về mặt thể tích. Thì em quan sát cái thí nghiệm nè. Người ta cho cái quả cầu, thì khi mà chưa nung nóng thì cái quả cầu kim loại này nó có thể lọt qua cái vành khuyên
kim loại dễ dàng. Nhưng khi mà người ta nung nóng cái quả cầu này lên thì nó nở ra và nó không thể lọt vào qua cái vành khuyên được nữa. Nhưng mà khi người ta để cho cái quả cầu này nó nguội lại thì nó lại có thể lọt qua vào vành khuyên bình thường. Như vậy là quả cầu này nó có sự nở vì nhiệt, và ở đây chúng ta xét là sự nở khối. Vì cái phần thể tích tăng thêm khi nó nở vì nhiệt á thì người ta gọi nó là độ nở khối. Vậy thì tương tự như độ nở dài á, thì độ nở khối của vật rắn nó tỷ lệ với độ tăng nhiệt độ và cái thể tích ban đầu của vật đó. Ở đây cái beta nó chính là hệ số nở khối. Vì nở khối là nở theo 3 chiều không gian ha, chiều ngang, chiều dọc và chiều cao. Còn sự nở dài thì nó chỉ nở về một chiều trong không gian thôi. Cho nên cái beta, cái hệ số nở khối nó bằng 3 lần cái hệ số nở dài. Beta bằng 3 lần alpha. Đó, vậy là sự nở vì nhiệt. Thì có sự nở khối và sự nở dài. Và trong thực tế thì chúng ta cần phải lưu ý sự nở vì nhiệt của các vật. Bởi vì sự nở vì nhiệt thì nó tác dụng lực rất mạnh. Và nếu như chúng ta không có chừa khoảng hở để cho nó nở dài hoặc nở khối thì nó dễ làm vỡ kết cấu của cái hệ thống cái vật rắn của mình. Áp dụng công thức của sự nở dài và nở khối thì thầy giải mẫu một bài, đó là bài số 7 trang 197 sách giáo khoa. Một dây tải điện ở 20 độ C có độ dài 1800 m. Hãy xác định độ nở dài của dây tải điện này khi nhiệt độ tăng lên đến 50 độ C về mùa hè. Cho biết hệ số nở dài của dây tải điện là alpha bằng 11,5 10 mũ trừ 6 K mũ trừ 1. Vậy ở đây em lưu ý cho thầy cái nhiệt độ ban đầu nó ứng với cái chiều dài ban đầu. Thì cái ban đầu là cái tương ứng với nhiệt độ thấp. Nhớ ha. Ban đầu là cái tương ứng với nhiệt độ thấp. Vậy nhiệt độ ban đầu, nhiệt độ thấp là T0 bằng 20 độ C. Và chiều dài ban đầu tương ứng L0 bằng 1800 m. Nhiệt độ lúc sau là 50 độ C. Và alpha có rồi. Vậy chúng ta áp dụng cái công thức delta L bằng alpha nhân L0 delta T. Delta T này mình ghi cụ thể lại là bằng T trừ T0. Vậy mình thay số vào thì kết quả chúng ta ra được là 0,621 m. Như vậy là cái dây 1800 m này á, khi mà nhiệt độ tăng thêm 50 độ C thì nó dài thêm là 0,621 m. Như vậy cái phần nội dung của bài 34 và 36 của thầy kèm theo giải một vài bài tập đến đây là hết. Cảm ơn các em đã theo dõi, hy vọng là các em hiểu bài. Chào tạm biệt các em.